Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ quay ba mẫu xe của Maserati đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có mức giá khởi điểm từ 5 tỷ rưỡi tăng dần cho đến 13 tỷ. Đây là chiếc Levante. Hiện tại chiếc xe này đang có mức giá là 5 tỷ 499 triệu và được trang bị động cơ là V6 3.0 350 mã lực. Ở cuối video tôi sẽ quay chiếc xe 13 tỷ chi tiết hơn. Còn chiếc Levante này tôi sẽ quay lướt qua thôi. Với ngoại thất màu nâu và nội thất màu da bò, chiếc xe được trưng bày ở showroom Lê Duẩn. Là chiếc xe thứ hai, chiếc Ghibli màu đỏ. Chiếc Ghibli này cũng được trang bị động cơ là 3.350 mã lực và có giá là 5 tỷ 990 triệu. Đây là bên trong nội thất. Một chiếc xe thể thao 4 cửa và 5 chỗ ngồi. Đây, bên trong thiết kế sang trọng theo kiểu Ý. Đây, ngoại thất của nó rất là đẹp. Và chiếc xe cuối cùng là gần 13 tỷ đây. Tôi sẽ quay chi tiết chiếc xe này.